Rồi. Sao nào? Úi, bé hơn quả này. Ăn thua cam. Đây cho con cầm vào cái này. Đứt rồi. Cầm này. Đưa điện thoại mẹ cầm thôi. Ba mẹ con nhà anh Thư xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Mọi người ơi, hôm nay gia đình mình cùng đi trải nghiệm vườn đào của Bắc Hà. Đây chính là vườn đào của Bắc Hà ba mẹ con đang đứng. Mọi người biết rồi đấy, đào của Bắc Hà rất là nổi tiếng. Quả rất là to này, ngon và ngọt. Mọng nước. Nào bây giờ chúng mình cùng đi nhá. Đi thôi. Mẹ ơi, ở đây đẹp thật đấy. Được không? Mẹ ơi, vườn đào đi đường nào ấy nhỉ? Ôi, mẹ ơi, quả mận chín rồi này. Đâu? Cái này mẹ. Ôi, to lắm mọi người ạ, to như một cái nắm đấm tay của mình luôn. Chỉ một tháng nữa là sẽ đến mùa mận và bọn mình sẽ được thưởng thức quả mận. Mận Bắc Hà rất là ngon và rất là nổi tiếng, mọi người biết rồi đấy. Bây giờ quả còn xanh nhá, mấy hôm nữa mình mới hái được, nhớ chưa? Nhưng mà nó... Đi, mình lại đi tìm vườn đào nè. Đi, mình đi tìm vườn đào nhá. Đi thôi mọi người ơi. Đây, cái nhà ngày xưa, mình chỉ chụp ảnh này. Mẹ ơi, ở kia có một ngôi nhà kìa. Ừ. Wow, mận nhiều thế. Mận nhiều nước cơ thở. Xài lắm đó. Quả là chín kìa. Nhìn này, dồi ôi, sai chưa? Ôi mọi người nhìn này, to chưa này? Một tháng nữa tha hồ lên đây nha, để xem, để hái nha. Ôi mẹ ơi, hái ăn luôn. Ôi nữa này. Ôi đẹp thế. Mẹ ơi, hái quả ăn đi. Ô, không được hái. Đây mình chỉ được xem được rồi. Mẹ ơi, quên đâu. Đây là giống đào Pháp mọi người ạ. Ôi, nhiều quả lắm. Hái phải bế cho xem quả nào. Ôi mọi người, nhìn kìa, nhìn trên cao kìa. Ôi. Ôi quả đào này. Mẹ ơi, đào chín rồi này. Ôi, quả đào cành kia, quả đào nặng quá, còn bị xước xuống ấy rồi mọi người ạ. Chưa, bà An ơi. Ôi, sai chưa? Bị chết hết sớm rồi. Hái quả ăn rồi. Ôi, lông đấy con đây ngứa. Ngứa đấy. Đừng có bôi vào quần áo ngứa. Xem bên này. Rồi. Quả đỏ chót luôn đấy. Này, ui quả này này. Nhìn này. Ui, mọi người ơi, quả kia to chứ kìa. To bằng nắm tay của mình luôn ấy. Quả to hơn luôn. Đây đây, đo xem. Chùm luôn. Con quả to đẹp luôn. Ôi mọi người ơi, đào quá giống như kiểu là trong phim Tôn Ngộ Không ấy mọi người ạ. Sai nhỉ? Bật quạt đi con. Ôi này. Nhiều thế. Ôi mẹ ơi, ở đây có một quả đào to chưa này? Đâu? Cái này mẹ. Ôi to thế nhỉ. Ôi. Cả chùm luôn. Quả này mà ăn thì đã đời luôn nhá các bạn nhá. Ôi đẹp thế. Mọi người ơi, hết mùa đào này là lại chuẩn bị đến mùa mận này, mùa lê này. Mời mọi người lên Bắc Hà nhá. Mọi người lên Bắc Hà sẽ được trải nghiệm thực tế và ăn tại vườn luôn nhá. Rất là ngon luôn, ăn tại vườn. Mẹ ơi, đã ở đây cũng có một quả to này. Với mình mua ở ngoài quán này. Mẹ ơi, ở đây cũng có hai quả to chưa này. Bông ơi, ra chỗ này cho nó sạch này. Đây mát lắm. À, nó ra đây mát cực. Ôi mẹ ơi, bên kia du khách đến chơi đông chưa kìa. Đâu? Bên kìa. Họ cũng lên trải nghiệm vườn đào như mình đấy.
Ui, toàn quả chín đỏ thôi. Mà bán ra đây. Đi ra chỗ này đứng đi. Đâu ấy mẹ? Chào bác nhá. Con chào bác. Cái này chín to hơn à? Bác đi cắt cây luôn, cứ quả nào to thì hái. Chụp ngay cả đầu tiên rồi. Không mang xôi đi để chấm nào à? Quét nào? Mẹ ơi, hái cho con quả kia đi. Mẹ ơi, hái cho con quả kia. Này, quả đào này mọi người này, to chưa? Ôi bố, ở đây có quả to như kìa. Cao lắm, mẹ hái được không? Kìa. Mẹ hái cho con quả này đi. Kìa kìa. Dạ. Quả này to chưa? Ôi. Mẹ hái quả kia cho con đi. Bố ra xem quả này to chưa này. Đây này. Mẹ giơ quả đào mẹ vừa hái xem so với cái quả. Ôi, này xem nào. Nó vẫn xanh. Ừ, nó vẫn xanh. Đào to chưa. Mẹ hái cho con. Kìa kìa. Đó. Kìa. Đây á, một mình đây. Ừ. Đấy là quả to này. Mẹ cầm quả này đi. Bông mẹ cầm cho chị với. Mọi người nhìn này. Ngon chưa nè. Ui bố, quả này cũng to này. Quả này xanh, đỏ nên bên trong mới chín. Đâu? Cái này ngon này không nè. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, con nó phát hiện một quả to đỏ ngầu luôn kìa. Ôi quả này này nhưng mà. Này, đây này, con phát hiện. Cái này là của con, kia kia. Không. Gọi là to á. Đây này, cây bên này mới to. Hái cho con đi. Hái cho con đi mà. Ôi con dế mèn kìa. Dế đâu rồi? Bố ơi, hái quả kia cho con đi, quả kia đỏ nào luôn. Con thích ăn quả đấy. Ôi quả này đỏ như này mọi người ơi. Ngon lắm mọi người ơi. Cái này này, cực kỳ ngọt luôn. Giọt. Bố hái cho con với. Cao quá. Đây. À, không phải. Đây quả này. À, mọi người ơi, như này quả này đỏ chứ này. Ôi, ngon lắm. Ui, xíu. Quả này, quả này đỏ này. Rồi. Sao nào, bé hơn quả này. Em thua cám. Đây, cho con cầm một cái này. Cho con cầm này. Đưa điện thoại lại cầm cho. Hái tận được cái lá. Đây này ngon lắm. Không. Đây. Uống đi. Huy. Ôi giời. Chưa, ở đây có quả to nè. Ui. Mọi người ơi, quả này ngon chưa nè. Ăn thử đi em, giòn lắm. Đừng có lấy quả xanh quá, hồng bật quả xanh quả chín đấy. Đây quả này vẫn ngon đây thì chả lấy. Em bắt được một quả này. Ôi. Bố có bắt được một quả giòn ngọt mà. Kìa ở đây kia cơ. Thì lấy mấy cân đi. Đấy, lấy mấy cân về cho con ăn. Bố ơi. Chả nào. Mẹ ơi, hái cho con quả kia đi. Kìa kìa. Đây này. Quả này này. Không, ngay đây này. Đấy mà to á. Không, con thấy quả nào to nhìn con lấy. Quả đầy đây này. Đây á. Ừ.
mọi người ra. Dạ. Con xin. Rồi đầy túi rồi. Mình phải đi tìm. À đây đây, quả này mình hái được. Ôi tổ kiến. Ôi đây là tổ gì ấy? Ôi quả đấy gần người tổ kiến lắm. Quả này ngon này. Nha. Này. Đầy túi rồi, đi về đi. Mọi người ơi, bây giờ trời buổi trưa đã nắng lắm rồi nên là mình sẽ kết thúc video tại đây. Mọi người nhớ lên vườn Bắc Hà và trải nghiệm nhé. Hãy nhớ like và đăng ký kênh cho mình nhé. Bye bye. Này.